Tuyệt đối không được phạm khẩu nghiệp Cho dù bạn thọ giới hay không Đều không được phạm khẩu nghiệp Không phạm khẩu nghiệp tức là Không nói dối Không nói ly gián Nói ly gián là nói chuyện tiền phi của người khác Hiện nay chúng ta gọi là phi bình người